chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, để ba của Hoa tiếp tục cưa 3 cây cao đuôi chồn và 2 cây cao vua. 2 cây cao vua là 2 cây cao nhất luôn. Đây là phần trái của cây cao đuôi chồn. Trái này thì có thể ăn được. Này giống như trái cao vậy. Hôm nay thì có xe cẩu hỗ trợ cho ba của Hoa nữa. Xe cẩu thì bác Tư nhờ đến để dọn dẹp những phần lóng cây. Ba của Hoa sẵn nhờ cưa cắt mấy phần cây này luôn nè. Cái này là cây cao đuôi chồn. Ở phía ngoài thì có rất là nhiều đường dây điện. Cây cao đuôi chồn này thì nằm gần với vách tường. Hôm nay thì có chú đường đi theo phụ với ba của Hoa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cái người lái xe cẩu là anh Tú. Nếu mà một chút nữa không có bị khuất vách tường thì sẽ Hoa sẽ quay mặt anh Tú cho quý vị xem. Giờ là khuất vách tường rồi. Này anh sẵn cẩu lên xe để dọn dẹp luôn. Đốt cái máy vô rồi. Mấy anh sợ nó sẽ đưa chổng cái phần đỏ xuống đó, nên nhờ ba của Hoa kéo lên cao một chút. Nên sợ nó trúng cái vách tường, vách hàng rào. Phần cẩu này có thể dài ra được khoảng 13 mét. Hoa chỉ nghe anh Tú nói lại chứ chứ Hoa cũng không rành về xe cơ giới này lắm. Nhưng mà xe cơ bên kia là cái công viên của xe đét này. Máy cưa này bà của Hoa có châm nhớt vào cái ở phía trong rồi, nhưng mà nó vẫn chưa có bóp lắm. Ba của Hoa đã nhá nhẹ một chút để cho nó đứt phần da đi ngọt luôn. Nó thẳng đứng luôn nè. Ở phía ngoài có một anh phụ. Anh Lô là người phụ kéo cây. Yeah.
coi cái hoa cột phía dưới lần lần lên phía trên cho em có hoa móc vào cái cần cẩu. Của hoa tiếp tục leo cây cao đuôi chồn, cây bự kế bên là cây con vua, do là phải cắt bớt lá, phải bắt cắt bớt tạo mới được, nên anh cưa trước, anh nhờ ba của hoa cưa trước cây cao đuôi chồn. Anh Tú nói có thể là có thể câu cây cao đuôi chồn ở phía trong nữa, cây nhỏ. Ba của Hòa cũng phải leo lên cao để có thể cột cân cái phần ngọn nó được. Bà cũng hoa cắt trống một bên để có thể leo cái phần móng leo lên phía trên, không có cản. Là nó cũng hơi xa và bị vướng cái hàng rào đó, nên anh nhờ ba của hoa cưa ra làm 3 phần. Hồi gió cũng đang lớn nữa nè, gió đang tấp ra ngoài hàng rào. Nó trên đầu luôn. Thank you.
còn hai tàu đó chứ đường, còn hai tàu á. Này phải chia thêm 2 phút. Quý vị có để ý thấy là cái phần phía dưới gốc nó ốm hơn phía ở giữa. Hoa nghe bà của Nam Hoa nói là do nó bị mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa thì nó sẽ cái phần thân nó sẽ mập, giữ nước nhiều. Mùa khô thì nó không có giữ nước nên nó ốm. Nếu mà không có xe cẩu hỗ trợ thì ba của Hoa sẽ leo lên cũng cưa từng thành từng khúc như vậy để cho chú đường kéo, và cũng chỉ cưa chia ra làm 3 khúc như vậy á, do là cái phần này nó gần vách tường quá, nếu mà cưa dài thì nó sẽ có cái chớn mạnh nó chuột tới phía trước làm hư cái vách tường. Quý vị có thể thấy là ở phía trong này có những cái đường ống nước, có bed quay để tưới những cây kiểng và cỏ nhân tạo nữa. Cây này hình như trồng được khoảng 25 năm rồi. Đem về đây trồng khoảng 25 năm. Mà trước đó là chắc cây đã lớn rồi đó. Cây này cũng có thể nhờ xe cẩu hỗ trợ, nhưng mà anh Tú nói là kêu ba cũng cưa hết phần tàu lá đi sẽ dễ cẩu hơn, do nó xa áo khúc tầm nhìn nữa. Quý vị có thể nghe thấy tiếng cái phần thân cây cao đuôi chồn này rất là cứng, ba cũng phải dùng sức rất là nhiều để dậm cái móng leo vào.
đối với mấy cây cao á, thì ba của họ có thể sử dụng máy tiêu đuôi cục. Thế là nếu mà cưa cây dừa thì ba của họ sẽ sử dụng máy cưa có phần đuôi để có thể chồm để cắt mấy cái tàu. Cái phần cao đuôi trộn ha. Và cây cao vua thì tàu lá nó sát sát nhau không à. Trong khi chờ đợi ba của hoa cưa thì mấy anh có kéo mấy cái phần lóng cây mà ba của hoa đã cưa rồi nè. Cái phần thân cây ba của hoa đã cưa rồi. Ba của hoa cắt cái nhàm để dễ cột, do là cái mo cao nó trơn á, cột dây sao bị vuột. Ồ, khi mà bà của họ đã cắt mấy phần tạo hết rồi đi xuống rung rinh cũng ghê. Nó không có thân bằng cái thân cây nữa. Trời. Có, không dính. Đó. Đó, có dư mà. Ngay phần thân nó thì có ngấn ngấn nè. Ba của Hoàng không cần phải cắt mở miệng. Không có cần cắt miếng nhàm để cột dây. Nhìn cái chớn mà khi mà xe cẩu nó rút cần lại á, có nguy hiểm, đung đưa. Bà của Hòa ướt quá nên bà của Hòa đi thay ra rồi, chứ đường cột dây giùm.
luôn đi chú. Bà cô Hòa kêu chú đừng cắt luôn đi. À, đây là bà của Hoa đã cưa xong ba cây cao đuôi trộn, những phần thân rất là nhiều, những phần lóng rất là nhiều luôn. Để Hoa quay cho quý vị xem. À, vậy là ba của Hoa đã cưa xong ba cây cao đuôi trộn rồi. Vì video cũng khá dài nên Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.